Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Trong chuyên mục hôm nay, trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin, tiếp đó là phóng sự, hiệu quả của mô hình sản xuất nấm linh chi. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức khóa đào tạo và chuyển giao kỹ thuật thuộc các đề án của Bộ Y tế năm 2015 với thế mạnh về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế ở bậc trên đại học đại học và trung học cho các cơ sở đào tạo y dược hàng năm bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên được bộ y tế giao nhiệm vụ triển khai các khóa đào tạo nhằm tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến dưới bao gồm đào tạo liên tục và đào tạo chuyển giao kỹ thuật tập huấn chuyên môn đào tạo liên tục từ lâm sàng cận lâm sàng Năm 2015, bệnh viện tiếp tục được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và kỹ thuật xét nghiệm sinh hóa cơ bản, kỹ thuật xét nghiệm vi sinh cơ bản, kỹ thuật ghi và đọc điện tim cơ bản, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cơ bản, vân vân. Tham gia khóa đào tạo đợt này có 40 cán bộ y tế là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của 14 tỉnh khu vực phía Bắc. Qua khóa đào tạo sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng chất lượng khám chữa bệnh và phát huy được hiệu quả các trang thiết bị y tế được nhà nước đầu tư đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến dưới, giảm tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, đảm bảo hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những ngày này, người nông dân của Thái Nguyên đang phải đau đầu với nạn bọ cánh tơ xuất hiện và gây hại phổ biến trên các nương chè. Đặc biệt, thời tiết nắng nóng sẽ là điều kiện thuận lợi để loại sâu bệnh này phát triển, gây thiệt hại trên diện rộng với mật độ cao nếu như không được phòng trừ kịp thời. Tri Cục Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần có các biện pháp chủ động phòng trừ để không ảnh hưởng lớn tới hoạt động trồng và sản xuất kinh doanh từ cây chè. Hiện nay, bộ cánh tơ đã xuất hiện và gây hại với tỷ lệ hại trung bình từ 1,5 đến 5%, có nơi cao là từ 10 đến 20%. Tại nhiều địa phương có diện tích trồng chè lớn như Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, cục bộ có nơi 30 đến 40% búp chè bị hại. Toàn tỉnh có trên 1.800 hecta diện tích chè bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các địa phương cho thấy, đa số diện tích chè bị mắc bệnh đều là giống chè ta thiếu sự chăm sóc và chưa được áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh từ trước trước đó tri cục bảo vệ thực vật đã có chỉ đạo xuống các địa phương về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh nói chung đặc biệt là bọ cánh tơ dự báo trong những ngày tới thời tiết tiếp tục nắng nóng vì thế người dân trồng chè cần đặc biệt quan tâm tới công tác chăm sóc chủ động phun thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh trong đó có bọ cánh tơ Ngoài ra, tri cục tiếp tục chỉ đạo trạm bảo vệ thực vật các huyện, thành phố, thị xã cần tăng cường điều tra mở rộng, bám sát đồng ruộng, chủ động hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ để bọ cánh tơ không phát sinh thành dịch. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình sản xuất giống lúa Saponica chất lượng cao tại Thái Nguyên. Dự án do Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông thực hiện trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2015. Dự án được triển khai với quy mô 5 hecta tại huyện Đại Từ và 5 hecta tại huyện Võ Nhai. Với sản phẩm của dự án là giống lúa Japonica có nguồn gốc từ Nhật Bản, chất lượng gạo ngon, hạt thóc tròn giống hạt thóc nếp, bông ngắn, khả năng chịu lạnh tốt, thời gian sinh trưởng và phát triển dài hơn các giống lúa khác khoảng 7 ngày. Báo cáo với đoàn kiểm tra, trạm khuyến nông đã đánh giá cao sự phối hợp của Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông. Về phía lãnh đạo xã mong muốn có sự phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc tìm đầu ra sản phẩm. Nếu như sản phẩm được bao tiêu đầu ra thì xã sẽ có chủ trương đưa giống lúa này về cánh đồng một giống của xã để canh tác. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị tham gia thực hiện đề án, đề nghị chủ nhiệm dự án tiếp tục đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc còn lại theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt trước đó. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu nấm linh chi được biết đến như là một dược liệu quý có nhiều công dụng trong y học. Tuy nhiên, sản phẩm nấm linh chi có chất lượng trên thị trường nước ta lại chủ yếu được thu hái với số lượng không nhiều trên rừng hoặc nhập khẩu từ một số nước trên thế giới như Đài Loan, Hàn Quốc, khiến giá thành cao làm hạn chế khả năng tiếp cận sử dụng của đại đa số người dân. Vừa qua, Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Đầu tư Bảo Anh đã trồng thành công nấm linh chi. Đây là tin vui cho những ai đang có nhu cầu sử dụng. Theo kết quả từ các công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy, trong thành phần của nấm linh chi có khoảng 14% linh ninh 0,1% phenol, 0,22% cho, 55% cellulosa, 0,15% hợp chất steroid, 2% chất béo và gần 5% chất khử. Những thành phần này giúp nấm linh chi hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng bệnh như bệnh gút, thiểu năng tần hoàn não, các bệnh về khớp, chống đau nhức cho người có tuổi, giúp phòng ngừa sơ cứng động mạch. Nấm linh chi rất tốt cho người có tiền sử bệnh về huyết áp, chống mỡ máu, suy nhược thần kinh và bệnh về gan thận người bệnh tiểu đường tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng đỡ thể trạng bồi bổ cơ thể, giảm quá trình lão hóa cơ thể. Đặc biệt, thành phần polysaccharide trong nấm linh chi đỏ có tác dụng hạn chế sự phát triển của các tế bào bất thường, nên nấm linh chi được sử dụng như là loại thuốc hỗ trợ rất tốt cho bệnh nhân ung thư, ung bướu và hỗ trợ điều trị sau hóa trị, xạ trị. Nấm linh chi có tác dụng giải độc cơ thể, nó điều hòa khí huyết cho nên với độ tuổi nào người ta cũng có thể sử dụng được nhưng đối với cái trẻ em thì hàm lượng của nó không cần nhiều nhưng với người lớn thì bây giờ cái đồ chúng ta biết là cái lượng đồ ăn thức uống hàng ngày là cái đầu tố ở trong được. ấy cũng rất nhiều thế và muốn để có tác dụng giải độc thật sự thì một mình nấu minh chi cũng chưa chưa đủ mà người ta còn có thể phối hợp thêm một số những cái vị thuốc khác thí dụ như là thổ phục linh thí dụ như là cái đỗ đen xanh lòng và sao vàng hạ thổ xuống đất kết hợp vào thì cái hiệu quả giải độc nó sẽ cao hơn công dụng là vậy thế nhưng do điều kiện sinh trưởng và phát triển của nấm linh chi tương đối đặc thù nấm linh chi phát triển và cho ra giá trị dược liệu tốt nhất khi hội đủ bốn điều kiện nhiệt kỳ hàn kỳ quang kỳ và âm kỳ để hội tụ đủ bốn điều kiện này thì trên thế giới hiện chỉ có một số ít địa điểm đáp ứng được và theo phân tích ghi nhận của các nhà khoa học thì nấm linh chi được thu hái trên đỉnh núi phú sĩ của nhật bản mang lại giá trị dược liệu cao nhất thế nên trên thị trường sản phẩm nấm linh chi luôn ở tình trạng cung không đủ cầu cũng từ những kết quả phân tích khoa học đó đã có nhiều nước nghiên cứu và tạo ra được môi trường hội tụ đủ các điều kiện cho sự phát triển của nấm linh chi mang lại giá trị dược liệu tốt tại thái nguyên Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư Bảo Anh là một trong số ít các đơn vị đã ứng dụng thành công những nghiên cứu và sản xuất nấm linh chi theo mô hình nhà xưởng. Bà Hoàng Thị Ái Liên là một trong số những khách hàng sử dụng thường xuyên sản phẩm nấm của công ty chia sẻ. Sau một thời gian sử dụng nấm linh chi ở cơ sở sản xuất này thì tôi thấy là cái cơ sở sản xuất này nấm ở đây là rất sạch sẽ, an toàn. Khi sử dụng thì trước tôi bị cái bệnh đại tràng. Yeah. cũng nhiều bệnh này bệnh u uh, sơ tử cung nữa. Thế là khi mà cơ sở sản xuất đi tôi biết là cái nấm linh chi này nó uh, sử dụng tốt thì tôi cũng lên đây tôi mua. Sau khi uống được một vài bữa cân thì tôi thấy là uh, cái bệnh đầy chàng của tôi là khỏi. U uh, uh, thì đi siêu âm thì không thấy nữa. Điểm đáng ghi nhận là việc sản xuất nấm linh chi đã tận dụng được những nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương công ty đã áp dụng công nghệ mới, hiện nay là sử dụng gỗ cành, ngọn nguyên khối, băm thành răm bằng máy băm răm chuyên dụng để tạo ra răm có kích cỡ 0,3 x 0,3 x 0,2 cm làm giá thể. Với công nghệ này sẽ khắc phục được nhược điểm của việc dùng mùn cưa, năng suất và chất lượng nấm cao hơn, thời gian thu hoạch sản phẩm dài hơn. Về giống sử dụng, trùng giống nấm nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan cho năng suất cao hơn hẳn so với những trùng giống nấm đang được nuôi trồng ở Việt Nam cũng mong muốn là các ban ngành của tỉnh thứ nhất hỗ trợ về cái cái quảng bá sản phẩm là một cái thứ hai đó là, là có thể sẽ hỗ trợ thêm về cái máy móc thiết bị ví dụ như là tôi có muốn chế biến sâu cái trà này cái nấm này như là thành trà linh chi này cao linh chi chẳng hạn thì tôi cũng muốn để phát triển và cho những người mà có điều kiện sử dụng mà nó ít thời gian chẳng hạn thì mình dùng trà ít thời gian hơn nữa thì mình chỉ dùng cao và vẫn đảm bảo chất lượng để vừa hiệu quả để vừa phòng và chữa bệnh. Có thể thấy, việc sản xuất nấm linh chi không chỉ cung cấp dược liệu cho thị trường mà đi kèm với đó còn là giải quyết các bài toán về môi trường khi tận dụng trực tiếp các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương như gỗ cành keo lai, bạch đàn để làm giá thể. Việc sản xuất nấm linh chi tại địa phương cũng góp phần giúp thị trường lành mạnh hơn. Người dân sẽ tránh được nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng và gia tăng lượng người có khả năng tiếp cận sử dụng nguồn dược liệu có nhiều lợi ích cho sức khỏe chương trình khoa học và công nghệ do đài phát thanh truyền hình thái nguyên và sở khoa học và công nghệ thái nguyên phối hợp thực hiện xin được dừng lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại